Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt ở một vùng núi ở Phan Rang. Thì ở đây mình được mọi người chia sẻ về một ông lão năm nay 69 tuổi, 70 tuổi các bạn. Thì ông lão này đã 40 năm nay sống ăn ngủ ở trong cái nghĩa trang này. Và hàng ngày á thì ông thường hay đi chăm sóc những cái ngôi mộ xung quanh ở trong cái nghĩa trang này để kiếm tiền sinh sống, hay ai cho một cái gì đó thì ông sẽ có cái để ăn các bạn. Và hàng ngày ông ngủ ở trong một cái nhà hoàng, nơi thờ của các cái vị Bồ Tát, và ông ăn ngủ ở trong này. Và theo như mọi người chia sẻ các bạn thì ông lão này từ khi mà 20 tuổi, khi mà đi lính về đó các bạn, thì ông bị người yêu bỏ, và từ đó trở đi ông trở nên buồn và sinh sống vào trong cái nghĩa địa này để sinh sống từ hồi đó đến giờ, từ 20 tuổi đến bây giờ. Và năm nay là ông đã lên đến 70 tuổi rồi các bạn. Thì thực hư về ông lão này như thế nào? Vì sao vì chuyện tình cảm mà lại buồn tới mức mà phải vào trong cái địa này sống suốt 40 năm qua? Thì theo như mình nhìn thấy thì ông lão đang ngủ ở trên cái chỗ những bức tượng Quan Âm Bồ Tát kìa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vô để tìm hiểu và chia sẻ cho mọi người cùng biết về cái ông lão này. Đó. Như các bạn nhìn thấy thì ông đang nằm ở trên cái chỗ của những bức tượng Quan Âm Bồ Tát luôn các bạn. Đó. Để mình zoom lên cho các bạn coi này. Đó này. Đó, 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 đó. Đang nằm ngay vị trí này luôn. Giờ này đang nằm ngủ á. Sống trên một cái tảng đá mà bên trên đó thì mình thấy thì có những cái bức tượng Phật Mẹ Quan Âm Bồ Tát này. Chú ơi. Dạ con. Dạ con chào chú. Sao chú ở đây? Chú coi cái địa này này. Chú coi hả? Chú là quản trang hả? À. Chỗ đây cai nước đá hả? Dạ. Chú quản trang ở đây lâu chưa chú? Chú quản trang ở đây lâu chưa? Chú mặc cái áo cho con hỏi thăm một xíu được không? Dạ, ồ đây quá trời mồ mả này. Ủa cái này có phải cái mộ không hay là chỉ là cái kệ để thờ thôi chứ? Không, cái mộ, cái này là cái tam tự thiêu địa, tam tạng. Dạ, 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 dạ. Đây là khí đây này. Dạ. Con hỏi thì cũng mày không ngủ được, áo lung tung tan. Dạ, dạ, mình xuống đây ngồi này chú. Chú là nhà mình ở đâu chú? Hả? Mình có nhà cửa gì không? Chú nhà dưới đây này. À, nhà ở dưới cái đầu quả nghĩa trang đấy hả? Ở. À, chú là làm nghề về bên quản trang. Con quản trang là bảo vệ bà con có ngó giùm thôi. Dạ, chú ở đây lâu chưa? Lâu là mấy chục năm rồi. Mấy chục năm quản trang? Mấy 86 thì giờ. Từ năm 86 đến giờ luôn đó hả? Ôi. 86 tới giờ là 30 mấy năm rồi. Ừ. Rồi mình làm đây là người ta trả lương cho mình hay sao chú? Không à, bây giờ bà con mình coi dùm mồ mã, ai cái trách nhiệm, không cái ta lương là ai cái trách nhiệm. À, con tưởng là quản trang là giống kiểu là mình được xã kêu mình coi ngó cái này rồi trả lương cho mình hàng tháng, chứ cái này là chú tự vào đây, đúng không? Rồi tự quản lý dùm ở đây cho mọi người. Rồi mọi người tới đây thì mọi người giống kiểu là biếu cho chú được cái gì thì chú lấy cái đó, đúng không? Tự lòng ra, chứ con có quyền quyết định. À. Làm gì thì mình làm, cũng làm bình thường. À. Hiểu không? Con ngó này để bò dê tùm lum hết. À. Nó phá tùm lum nhiều khi bà con thắc mắc. Dạ. Còn như tiếng nói thôi. Vậy là chú ở đây là 86, 2004. Cũng đến số. 86 à? 86 năm nay là gần 40 năm rồi. Ừ. 39 năm rồi. Đúng để không? Chú ở đây khu rừng không có một con cây, không có một con má. Ừ. Dạ. Rồi chú tên gì chú? Chú tên Điểm. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chú được 76 tuổi rồi. 76 tuổi. Ờ. Đó 7 tuổi luôn, chứ 10 tuổi, 67 dạ? Tuổi rồi. 67 tuổi. À, mà trong khi đó là 18 tuổi, 20 tuổi là chú đã vào đây chú làm rồi. Ừ. Là từ hồi đó giờ sống vậy luôn. Bình thường sống. Hàng ngày mình có làm việc gì khác không chú? Hay chỉ làm mỗi cái này thôi? Không, lương tuổi. Ồ, 67 năm, mà trừ đi 18 năm. Ừ. Là đấy. Còn lại là chú, là lúc đấy là chú 18 tuổi là chú đã vào đây chú làm rồi. Ừ. Ồ. Trời trời trời. Có cái một cái nghề của chú cũng hơi độc lạ. Rồi
Chú cho hỏi thăm một chút á, thì mình ở đây á, thì mấy chục năm như thế này rồi, nhiều khi đâu phải là ngày nào cũng có người vào thăm mộ đâu đúng không? Ít lắm. Rồi ví dụ mình làm như vậy thì mình sao mình đủ sống? Thì mình tâm định cứ sống bình thường chứ gì đâu. Ừ. Cứ cơm ăn nước uống bình thường. Người ta không cho vô, người ta không cho tiền thì lấy gì ăn? Không cho tiền thì thôi. Thôi, mình lấy kẹo thôi, cũng vậy bình thường. À. Là có nghĩa là cho cái gì thì ăn cái đó đúng không? Ừ, không cho. Không cho thì thôi đúng không? Dạ. À. Rồi chú có vợ con gì không? Không không, chứ đâu có gì. Không vợ con gì luôn. Không luôn. Từ năm 18 tuổi tới giờ luôn. Ờ vậy cô đơn độc thân mà. Ờ, phải có người yêu hay sao chứ? Không không, không có gì hết đấy. Hồi trẻ có người yêu không? Không. Không có luôn. Tự nhiên vào nghĩ đi là sống mấy chục năm trời. Ngộ trời. Phải có cái điều gì đó khiến cho chú vào đây không? Theo con nghĩ phải có một cái cơ duyên gì hay là có một cái biến cố gì như thế nào chú mới vào đây chứ? Chú có thể chia sẻ không? Thì chắc hình chú không nói chuyện phần này được. Sao vậy có chú? Một nguyên nhân riêng. À có một nguyên nhân. Ừ. Ừ, là vì tình cảm hay về gia đình? Tình cảm không thích nữa. À. Trời ơi. Vậy là theo như con biết là chắc là chú ngày xưa yêu cô nào đấy buồn rồi bắt đầu nó mới thôi. Bởi vậy bà gia tự đi mẹ bỡ bỡ đi hờ sao sao đây con. À có nghĩa là bà tự đi hả? Ừ. Ừ, lúc đấy là chú 20 tuổi hay 18? 20 tuổi lúc bộ đội về mà. À lúc chú đi bộ đội về và chú có quen một người phụ nữ. Là một cô gái đúng không? Rồi ở được bao lâu mà cô bỏ đi? Ôi trời, cái này chứ khó nói chỗ này. Ừ. Với 1-2 năm. Ở 1-2 năm? Ừ. Ừ. Rồi nấu đi à? À là bỏ đi? Bỏ đi luôn. À. Bộ đội gì sao về đây làm gì? À. Cuối cùng cái từ nhà nước không cho không à? Vậy là có nghĩa là từ cái lúc mà cô đó cô bỏ đi, chú bắt đầu mới chú mới chọn cái nơi này. Tình. Chú mới chọn cái nơi này chú sống luôn đến giờ luôn. Nói vậy. À, vậy chứng tỏ là theo như con được biết thì chú là giống kiểu cái tình cảm chú sâu đậm với cái cô đó quá đúng không? Xong bắt đầu khi mà cô đấy bỏ đi thì chú mới bắt đầu chú mới vào trong đây chú sống. À vậy bình thường bà con bác cái địa này. À ai cũng má cũng mùa lâu mùa má làm giùm lên ra tiền. Rồi đó. Giờ chú có biết cái cô đấy ở đâu không? Cô nào? Cái cô bồ cũ của chú á. Cô xa. Xa lắm hả? Chú nấu thang à, đủ đi lung tung hết con. Ừ. Bà nó khổ cực kỳ cho mày. Vậy là chú là nặng tình. Theo như con biết là chú giống kiểu là vì cái cô gái đấy bỏ mình, không bắt đầu mình buồn quá mình vào trong đây mình sống chứ. Đó vậy, sống ngờ con mắt nghĩ địa này. Ai lâu mù luôn, má thấp nghe hơn người ta cho 5 cắt 3 xu. Dạ. Uống nước qua ngày. Dạ. Thì chó dễ sống bình thường. Ừ. Rồi cho con hỏi thăm một chút xíu là cô đấy có biết chú sống ở đây không? Không à. Không biết luôn. Vậy cái lúc mà hai người chia tay là lúc đấy chia tay ở đâu? Ở Phan Rang này. Cũng ở Phan Rang này luôn. Ừ. Ừ. Vậy là người yêu của chú ngày xưa là cũng ở cái Phan Rang này. Rồi bắt đầu là khi mà hai người quen nhau được một thời gian á. Thì 2 năm thì cô ấy bỏ đi. Ở chú bộ đội về. Đi bộ đội về. Xong cô ấy bỏ đi thì chú mới rất buồn quá. Chú mới vào trong này chú ấy sống ở trong này. Đó như vậy con à. Ừ. Sao mình không đi kiếm người khác? Trời. Sức lực đầu kiếm con. Hả? Sức lực đầu kiếm. Sức lực đầu kiếm hả? Lúc đó chú mới có 20 tuổi mà. Ôi trời ngang à. Nghĩ gì con. Ừ. Thôi vậy chú già yên tĩnh như là. Lúc đó là chú mới có 20 tuổi. Lúc mà cô chú chia tay cô đấy là chú mới có 20 tuổi thôi. Lúc đó là đang cái tuổi đẹp nhất của cái đời đời trai. Đúng không? Mà tại sao mình lại chọn cái lối sống mà không có lấy vợ nữa rồi bắt đầu là vào nghĩ địa sống. Lúc chú bộ đội về. Ừ. Lúc ngủ về. Rồi bây giờ có tình yêu. Ừ. Rồi bây giờ nóng quen người khác thì bây giờ sao đây con? À. Vậy là cô đấy quen người khác. Ừ. Chứ không phải là chú phụ vợ. Chú không phải là chú phụ cô đó. Ừ. Ừ. Cho nên là vì chính vì thế cho nên chú mới buồn đúng không? Ừ. Chú buồn cho nên là chú mới chọn cái cách sống giống kiểu ẩn cư như thế này đúng không? Ừ. À. Vậy là một người đàn ông khá là trung thành nhà trung thủy. Tính nhưng con nghĩ chắc là cái đó chắc là cú sốc đầu đời của chú quá cho nên là chú mới quyết định con đường sống đến như thế này không? Ai cũng tranh giành hơn thua, hiểu hiểu quyền lợi hết. Ừ. Chú hiểu đó chưa? Dạ. Nhưng bây giờ cuối cùng chú đến bộ đội về Campuchia về cuối cùng vậy là thua. Ừ. Chỉ chờ chú đầy đủ hết đấy. Dạ. Bây giờ giờ mày là từ giành. Từ cái lúc mà cô đó đi theo người khác, ừ. Chú phát hiện ra là chú tự bỏ đi hay cô bỏ đi? Cô đi. À. Có nghĩa cô có nói với chú không? Không. Cô đi gọi là không giá từ lời nào hết. Không giá từ lời nào hết. Ừ. Tôi bỏ ông mà là tôi ông anh đi cái nào. Ừ. Rồi cuốn gói lên đường. Cuốn gói lên đường luôn.
Lúc đó là cảm giác của chú như thế nào chú? Tại sao? Cái lúc mà cô ấy bỏ đi á. Níu thì con á, tao bắn phát bột rất liền. Nè, đúng không á? Có nghĩa là lúc đó là lúc đó là chắc là chú buồn lắm đúng không? Bỏ vậy. Gọi là bây giờ làm sao đây? Gọi là cũng hận lắm đúng không? Đó. Chú cho con hỏi nè, từ cái lúc mà cô bỏ đi đến thời điểm bây giờ chú đã gặp lại cô lần nào không? Không, không gặp lại luôn. Giống mình vậy á, bình thường, giống vậy. Dạ. Trời ơi, chú nặng tình quá ha. Chú ơi. Thường là người ta bị một cái vấn đề gì đó sốc trong cuộc đời thì người ta chỉ chọn con đường từ bỏ cuộc đời để đi vào con đường tu tập. Mà sao chú không chọn một con đường đi xuất gia cho nhà, nó... Không, xuất gia nhà chùa không nhận được. Ủa? Sao không nhận chú? Chú có từng thử đi không? Có. Đây xuống chùa Linh Sơn đây này. Dạ. Ai cũng... Mà chú không có thu được. Bưng khuất có nghĩa là nhiều vấn đề. Dạ. Rồi khi hất hủi là nó nặng, con cháu có ai Phật tử vô môn gì đó. Dạ. Mà nó nặng là không được, cái kia là vô Phật tử, vô hồn. Nó nặng thì con chịu nổi không? Vấn đề chỗ đó quan trọng. Dạ. Chú lên đây cho tịnh tâm nè. À, lên đây cho tịnh tâm. Ừ, vậy. Là ngày nào chú cũng vào đây ngủ từ sáng đến chiều vậy hả? Ừ, chiều á. Rồi nhà mình là có nhà không? Không có nhà, chú ở đâu? Chú ở đậu luôn. Ở đỗ, ở đậu á. À, con thấy cái chòi trên vách núi đúng không? Không. Ở dưới kia. À. Chỗ này nè. Dạ. Vậy là mình chọn cái lối sống này là để mình giống kiểu mình quên đi người mình thương đúng không? Ừ. Trong tâm thiện ý. À. Chú ơi, chú chấp tay như vậy là chú có thường xuyên niệm Phật không? Nam mô A Di Đà Phật. Anh Tiên ơi. Anh có nhìn thấy hai lỗ tai của chú không? Mình nhìn thấy hai cái lỗ tai của chú, như các bạn nhìn thấy so sánh nha. Hai mấy cái lỗ tai của các cái vị Phật ở trên kia kìa, y chang của chú luôn. Con nhìn cái tai của chú nhìn giống cái tai của Phật ấy. Không biết là chú có căn hay có duyên gì không? Chú? Ừ. Chú có căn hay có duyên gì không mà con thấy hai cái tai của chú? Căn số duyên phận. Đây là hai cái tai. Căn số duyên là phận. Nhìn y chang luôn, hai cái tai của Phật luôn. Ghét anh em mình rất nhiều. Mà chỉ vì thương một cô gái quá mà cuối cùng lại phải sống ở trong này suốt 40 năm trời. Mà lúc đó mới 18 tuổi thôi. Rồi chú cho hỏi thăm một chút, khi mà mình mới có 20 tuổi, 18, 20 tuổi thôi. Rồi khi mình chia tay người yêu mình, lần đầu tiên mình vào trong đây mình sinh sống thì mình không có cảm giác gì, mình sợ hay gì? Bình thường. Không sợ luôn. Nếu vậy là con theo như con nghĩ là chắc chú có duyên gì với cái nơi này ấy, đúng không chú? Thì về phần mình không có sợ rồi, nhưng mà ví dụ như khi mà mình sống ở đây á thì mình có gặp những người âm xung quanh nhỉ? Vô hình. Vô hình. Vô hình. Chú nhìn thấy không? Bình thường. Chú thì nhìn thấy. Có nghĩa là ánh mắt của chú là nhìn thấy được người ta. Thấy vô hình. Trời, xung quanh con là nhiều khi có ai không? Không, không trời. Trời trời. Có nghĩa là giống như là chú sống ở trong này lâu rồi, chú có căn cho nên là chú mới nhìn thấy được những cái người đó. Đúng không chú? Có khi nào mà có lần nào mà ví dụ như thế là gặp một người nào đó mà chú cảm giác chú sợ không? Không. Chú bình có thường. Nói chuyện được mấy người âm không? Bình thường. Nói chuyện được mấy người âm luôn? Ừ. Nói chuyện cả mấy người âm luôn trời. Đấy. Chị kia chú. À? Người ta có nói chuyện giống mình không chú? Bình thường. Chú. Đây này. Bình thường ở đây này. Ôi. Chú. Ý là chú nói là những người âm đang ngồi xung quanh chú hả? Ừ. Nhiều không chú? Ui, hàng dạng con ngư đó. Có nghĩa là chú nhìn đâu chú cũng thấy luôn người âm luôn đúng không? Người ta có nói chuyện với chú không? Có. Người ta nói buồn hoặc là nhắc gia đình ta cúng cái gì đó. Rồi gia đình ta thăm. Có nghĩa là những cái người âm đó nói chuyện với chú và nói là bảo là gia đình tới thăm. Đó vậy. Âm dương kỷ hiện tự quyền. Âm dương cái gì chú? Âm là âm phủ, dương là dương trần. Dạ. Cái bên chú ngồi đây. Dù vậy nó chú nhắc về gia đình đó, gia đình nó biết hết rồi. Còn là những người xung quanh này có khi nào mà buồn nhớ gia đình là nói với chú? Có. Là chú lại kêu người ta tới thăm. Làm sao để chú liên lạc được với người ta? Thì tôi tìm cái mộ cái tên tuổi đó. À. Nói gia đình là cũng gái là khóc kể. Nó lạy lên nếu cái này nè. Ồ. Đó. Chú đương nghe con bật ngửa. Con hơi run chứ con chưa có đến nửa bật ngửa đâu. Tâm ly hùng, tâm ly dạng, chú, tâm ly... Chú nói với anh em con là hiện giờ có người âm xung bên đây rất nhiều, là thiệt hả chú? Thiệt.
Nếu vậy là mình phải có căn mình mới nhìn thấy. Còn không có căn không nhìn thấy được đâu. Kế bên bạn này có ai đang đứng không chú? Có ai đang đứng riêng bạn này không? Đó. Nghe tiếng cộp cộp. Chưa, chưa con nào mà chưa giờ thì ngó, giờ một giờ đúng không? À. Mấy giờ thì chú mới nhìn thấy người em hay là lúc nào chú cũng nhìn thấy? Vô hình, có là vô dạng, vô kiếp, vô năng, vô không bao giờ giờ được hết. Dạ. 12 giờ. Hay là tới 7 8 giờ, chiều 5 6 giờ. Có khi nào mà ban đêm chú vào trong này không? Có. Chú vào để làm gì ban đêm? Chú ngủ đây ở đâu? Là ban đêm chú cũng ngủ đây luôn. Ở điện năng này đây. Có ngày tối cũng ngủ ở đây. Mà không sợ luôn. Không bao giờ sợ. Trời trời. Bởi vì chú nhìn thấy được cả người âm, chú coi người âm giống như là bạn của mình. Độ bạn như mình nhá. Chứ mình bình thường. Dạ. Ngủ bình thường. Khi nhắc nhở mình thì giờ gia đình giúp đỡ, giờ khi quên nhà khói đó. Dạ. Rồi cho bà bác mỏng. Mình vô nhà ta mình nói cũng người ta báo mộng cho mình luôn. Có nghĩa là chú đang nằm đấy là có người báo mộng cho chú. Báo mộng luôn. À. Cái ngôn ngữ của người âm với người mình đấy có giống nhau không chú? Cũng bình thường. Trong gian âm phủ trì hồn là như nhau luôn. Bằng nhau. À, có nghĩa là nói chuyện bình thường vậy thôi. Bình thường. À. Nhưng mình còn có xác ở đây, coi như là mình có một cái tâm ý. Dạ. Thì nhờ mình gỡ thơ gia đình ta. À. Ta ra ta cúng trái nó bỏ lạc quan ấy. À. Vậy thôi cái gì đâu. Nghe giống như kiểu là chú là giống kiểu cái người mà giống kiểu là đang đứng giữa lành danh giữa trần và âm đúng không? Đó. Chú giống kiểu là người coi cái cổng. À, như cổng địa ngục là bà cửa ngục nhưng mà coi cổng ngục. À. Chú có phải là người coi ngục không? Coi cửa ngục không? Ừ. Phải luôn. Hèn gì chú có thể nói chuyện được với những người âm này. Con không biết cái môn này đâu, triệu hết đấy. Triệu hết luôn? Là triệu gọi về đây luôn? Thường là mình triệu về những cái giờ nào hay là có việc gì mình mới triệu thôi? Xin các bác âm binh, đất liệu mộng sứ, về đây đó, kinh Phật lung tung. Mấy đồng kinh đó, mấy ngã đồ khóa, đồng kinh đây này. À. Rồi tôi nghe đây đó, bình thường, sống lắm. Dạ. Rồi có khi nào có người âm nào lên phá chú không? Không. Không có luôn? Không bao giờ. Hay là gặp chú là người ta sợ? Trọng nữa chứ không sợ, chú thì sợ là chú đâu, trọng nữa. Trọng hả? Trọng. Có nghĩa là kính trọng mình. Kính trọng mình, chứ là phá mình làm gì là phá. Dạ. Rồi các bạn bình nhiều lắm. Dạ. Rồi khi mà chú vào đây ban đêm á, thì ví dụ như thế là những cái người âm ở đây người ta gặp chú thì người ta có nói gì với chú không? Không bao giờ. Không bao giờ dám nói hết. Không dám nói. Không dám nói. Nhắc nhở có nghĩa là điều kiện là xin gia đình nhắc nhở giùm ra cúng trái thôi. À, bình thường á người ta gặp chú người ta chỉ xin thôi đúng không? Nhắn với chú là chú chưa liên lạc ngày xưa vậy. Thông tin gia đình đó rồi lấy cái bia đó chở dỡ xuống cái mộ bia đó vậy. Rồi con cháu là cúng trái dòng linh đó. Dạ ở đây theo như con thấy hình như chú có cái chức vụ gì ở dưới âm phủ vậy này, chú có thể tiết lộ không? Không, cái là chú không biết. Chú không biết hả? Không biết rồi. Sao người em thấy chú lại phải kính trọng rồi nó kia? Cái đó là không biết được. Thiên cơ bất khả lộ hả? À, không bao giờ nói được chứ. À. Có nghĩa mình không chia sẻ được đúng không? Không nói chuyện đó. Mình còn có giới là mình sống, người ta âm ti. Nhưng chuyện chuyện âm phủ mình không dám nói. Đó thì nhờ mình xin, có nghĩa là nhờ mình một cái gì chứ còn yêu quyết như mình liên lạc vậy. Dạ. Chứ con hiểu không? Dạ. Chú cho con hỏi thăm một chút đó, là từ khi nào mà mình có cái khả năng mà mình nhìn thấy được những người âm á? Năm chú 20 tuổi là lúc chú vào đây là chú đã nhìn thấy chưa hay là lúc đấy chưa thấy? Mới đây. Mới đây á hả? À. À. Chứ cơ duyên, cái là không biết được là trời định như mình thế nào không hiểu. Dạ. Như chú bình thường ở đây. Mấy năm rồi chú? Ồ, mấy chục năm rồi con ơi. Có nghĩa là chú ở đây là 40 năm rồi. Nhưng mà từ khi bao nhiêu tuổi thì chú nhìn thấy được những người âm? Chắc là hình như 40 tuổi á. 40 tuổi là 20 năm sau. Ừ. Vậy là chú có cái thiên cơ đó từ lúc là 20 tuổi, 20 năm về trước. Cái đó là vô thường. Vô thường định mạng. Dạ. Không nói được chuyện này. Ừ. Không dám nói được, mà nói ra không được, mà nói cũng ai hiểu. À. Mà hiểu làm gì? Mà biết làm gì tìm sầu tìm khổ. À. Mình thường sống như vậy. Dạ. Sống bình thường. Như lúc còn coi á. Rồi chú cho con hỏi, khi mà những ngày đầu tiên mình có khả năng nhìn thấy người âm như vậy á, tối về mình có mất ngủ không? Mình có lo sợ hay là mình có bị bất an không thưa chú? Không bao giờ. Bình thường sống.
không sợ không gì hết, bình thường sống. Khi mà chú kể bạn bè nghe, bạn bè chú có tin không? Tin đó, thằng này mới lên chạy á, thằng mới lên đó chạy liền. Đừng không bao giờ biết được chỗ này, mà hiểu được con không bao giờ thường được được như thế này. Một tiểu mà thố này, công cao mạng đây này, nhiều lắm con à. Cách đây 40 năm trước á, cái chỗ này nó còn hoang sơ, nó vắng lắm đúng không thưa chú? Ừ, rừng không? Dạ. Yeah. Phải từ từ tiếp tục vô nói chuyện nha. Lúc nào 75 á, bắn được mưa này, bắn được kiểu mưa này. 75 là 75 cho phóng chạy á. Để phóng năm 1975 á. Trên này chạy xuống, trước kia chạy lên. Excel. Quý vị Excel không bắn tùm lum kìa. Năm đó chú bao nhiêu tuổi chú nhớ không? Năm 75 á. Năm đó chú bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ mà không nhớ. Chút xíu à, 30 tuổi à. À, cũng nghe người ta kể lại ha chú ha. Chú đi bộ đội rồi người yêu của chú ở nhà đi lấy chồng. Rồi bà đi lấy chồng. Vì sao mình không lấy người mới luôn? Mới cái mệt đi nó núi bộ đội của mình làm hầu tháng làm hầu tháng á. Nó làm cái gì trăm đồng. Thì từ từ về mình gây dựng tương lai lên chứ sao lúc đó hụt hẫng quá hay sao chú? Cũng chú làm mướn từ 7-3 qua ngày à. Ý là lúc đó chú bị hụt hẫng bởi người yêu ra đi hay sao? Người yêu lấy chồng buồn quá hay sao? Không có buồn. Không buồn luôn? Không buồn. Đi làm mướn tầm 7-3, nhà cửa tài sản đâu có đâu. Mà hồi xưa chú có bạn gái chú quen được mấy năm? Ồ, bà đó thăm trầm à. Mấy năm chú? Lúc tao 18 tuổi đi bộ đội đi, 3 năm, 21 tuổi tao về. Yeah. Rồi bà đủ mấy bà về, bà lọc quần, bà đưa cho ta thôi, chứ tao bà ngựa cỡ, bắn cung, tao trụ thua luôn à. Dạ, yeah. Là lúc đó là coi như là mình hết muốn yêu luôn rồi. Ừ, thì đi làm mướn tầm 7-3 á. Dạ. Mà lúc đó có cô nào để ý chú không? Lúc mà còn trẻ chắc không có không? Chứ sao không? Có mà cứ không thích. Sao vậy? Không chịu. Hết tin vào phụ nữ đúng không? À hết tin rồi. Yeah. Tao từ giá từ giờ rồi. Mệt đó con ơi, mệt. Yeah. Tao có chuyện nhiều lắm. Rồi tới bây giờ là coi như là chú không có gia đình, không có con cái gì luôn. À không à. Sống độc thân vậy á, vậy á. Rồi bà con ra là mổ là mồ mả ta thăm, mồ mả là chú làm đây nè. Vậy là bây giờ con mới hiểu là ngày xưa trước khi chú đi lính đúng không, là chú có người yêu. Và khi mà chú đi thì bắt đầu là chú đã có người yêu. Là trong 3 năm đó là chú nói là chờ chú về. Nhưng mà khi về thì người yêu lại đi lấy người khác. À vậy. Chính vì thế cho nên chú mới buồn, chú mới vào đây chú sống đúng không? Ừ, tôi định cư. Sao lụy tình dữ vậy chú? Hả? Sao lụy tình dữ vậy? Không, đó là chú không thích nữa, là kiểu này bây giờ lụy tình. Vậy là mất tiếng lòng trai gì? Tiền trong tay, vàng tay kiếm trai người đẹp đúng không? Không có hiểu không? Dạ. Hay lúc đó chú có người đẹp nào bên cạnh không? Lúc mà mình có tiền có vàng đó, lúc đó có người đẹp nào bên cạnh mình không? Có mà nó đu ăn mẹ nó lột áo ba lô tôi ăn hết rồi còn con khỉ nữa. Dạ, có nghĩa là ăn hết tiền xong rồi đá đít mình ha. Ờ. Chàng ơi. Nó bye bye see you again luôn. Nó có nói bye bye see you again chú luôn. Ồ ok snail. Ồ chú nói tiếng Anh dữ vậy? Giờ mới biết cái biệt tài của chú nha, chú nói tiếng Anh dữ dằn luôn. Vậy là hồi xưa mình cũng bị một vài cô gái kiểu như là, thứ nhất là người yêu đầu tiên của mình đó là cắm sừng, còn những cô gái sau đó là ăn hết tiền cổ của mình xong rồi mình mới vô trong này mình ở luôn ha. Chú ở đây này, gốc hành lang này con này. Yeah. Không thích. Yeah. Không thích là không thích à. Yeah. Nói chung mình cũng đau khổ nhiều hả chú ha. Phụ nữ là cũng thương khổ, nhưng mà cứ người đàn bà nó không trung thành là mình chết liền. Yeah. Chú cho con hỏi là như mà lúc mà mình đi lính, mình đi bộ đội về đó. Ừ. Rồi mình thấy người yêu của mình đi lấy người khác vậy, chắc lúc đó hụt hẫng lắm hả chú? Ừ, trời. Sửng sốt luôn ha. Gần liền cái súng tao bắn à. Chàng ơi, thôi bỏ đi chú. Chuyện đó mình làm không được. Ừ, hỏi thăm đó, lậu mang ba lô tôi đi lình là cái nó la đấy mà lậu tôi. Không được đâu chú. Nếu mà hồi đó mà chú mà xuống tay kiểu vậy là giờ chú không có ngồi ở đây đâu. Không chừng giờ mình vô tù chừng vài năm lại giờ mình cũng nằm cặp mấy cái mộ. Chú biết người yêu bắt luôn hết đấy. Ừ. Dạ. Ngày xưa được Campuchia bắt cơm mới mất rẹt nhanh. Thế chiều rồi, giờ cũng là U69 rồi. Ừ. Đó, mình thấy bạn bè mình ai cũng có gia đình, có con cái, có vợ con. Còn mình thì heo hóc ở trong ở lưu thương mình. Dạ. Lạnh lẽo như thế này có bao giờ buồn tủi thân không chú? Không, bình thường. Coi như mình tịnh tâm nuôi sống thôi, đừng có buồn gì hết. Dạ. Buồn cũng vậy, mà khóc cũng vậy. Cứ cuối cùng mình cũng phơi tay thôi. Dạ. Đúng không? Không buồn, không sầu, không khóc. Không khóc hết. Dạ. Mỹ có chứ không ăn rồi có nước uống được à. Dạ.
Rồi chú cho con hỏi như là chú sống ở trong cái khu nhị tỳ lớn như thế này rồi chú tắm rửa sao? Xuống dưới làng xin nước tắm. Xin nước tắm ha. Rồi việc ăn uống mình sao? Thì cơm với nó nấu ăn, rồi mình nấu cơm đây lọt lướt lướt cái hả? Ồ. Đó, nấu cơm trong cái điện này luôn. Đó. Nấu cơm đây luôn. Đó. Vậy chắc chú nấu cơm mình ăn mình cũng có mờ những cái phần âm, những nụ khúc mặt khúc mại ở đây ăn hay chú ha? Cái đó vô hình. Vô hình. Dạ. Bữa nay mấy cô mò các bác âm minh xin ăn cơm chung vui. Dạ. Rồi ăn mình đổ trị nằm mình được. Dạ. Không mới đâu mà sợ. Con khi mà trò chuyện với chú con cảm nhận được một điều là chú rất là tôn trọng những cái phần âm ở đây đúng không thưa chú? Ừ. Chú tin tưởng lắm đúng không thưa chú? Ừ. Hồi xưa mà mới vô đây ở chắc cũng bị nhát dữ lắm đúng không thưa chú? Trời ơi. Ruột chạy miết ha. À, lúc đó đang ngủ luôn hả chú? Ở đó dựng kéo đầu xuống, lục cốc lục cụ luôn. Dạ, chắc lúc đó không chạy chắc cả trăm cây chuối trên giờ luôn hả chú? Ừ. Trời, mà ở đây không biết chạy sao luôn á. Lộn xộn đây chứ chạy đâu? À chạy vòng vòng mấy cái mỏ ha. Ở chạy tới chạy lui chạy tới luôn cái bóng đi vòng vòng biết tới từ từ. Hồi xưa là chú bị phần âm nào nhát chú? Nhiều có còn vô hình. Vô hình hả? Mà nam hay nữ chú? Nam nữ già cả có, bác có trẻ nhỏ sơ sinh cũng có. Rồi xe tung xe kháng tùm lum đây nè con ơi. Dạ. Cái thằng chỗ đây nè, tự tiêu chết rồi. Sao chú? Thì ông hút chích. Dạ. Rồi ông ngay cái lỗ này giờ nó xe mổ đấy. Dạ. Rồi ông tự thiêu luôn à. Dạ. Rồi chú lấy cốt bên kia, bên kia tôi xuống. Rồi phát hiện điện công an. Dạ. Ra làm tử thi chỗ đây nè. Dạ. Chỗ đây nè. Dạ. Con thấy đâu. Nhiều lắm, đi vô hình. Tự tử, tự thiêu, tự gì tùm lum hết. Đủ thứ xe, tung xe, cán tắt. Đây nè, cái mộ đây nè, chiếc xe chú dựng á. Lô tô sao chú? Ông chạy, ông thì chạy xô, biết chạy xô không? Chạy xô hả chú? Ờ, đi hát á, hay hát đó. Hát hát ha. Ờ. Dạ. Rồi ông ra đủ, gặp xe quốc không được có đụng về năm đây nè. Dạ. Ông mình vừa mình chụp hình ngon, cái thằng ở mộ đây nè, chú, chị chú á. Dạ, 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 nãy con vô con thấy rồi. Ừ. Rồi chú cho con hỏi là, ví dụ như đang nằm ngủ ngon lành vậy nè, gió thổi hiu hiu vậy nè, tự nhiên nghe tiếng người hú hí hay tiếng bước chân đi, lúc đó có dậy đi tìm không chú? Không không. Không ha? Ừ, bình thường. Bình thường ha? Ừ. Nếu trường hợp mà người ta không hiểu được cái tâm linh á, sẽ có chạy, còn tâm linh thì có sẵn, không bao giờ nằm yên tĩnh á. Thì chú làm đây không cần kịp nè. Dạ. Cái báo mộng rất hay. Ừ. Báo mộng hay hả chú? Ừ. Dạ. Cái có bao giờ người ta báo mộng cho chú trúng số rồi không? Không, cái đó là vô hình, cái là không có đâu. Không có ha? Không, bao giờ có. Dạ. Yeah. Nếu trả tiền chú mua số trúng mày tỷ phút, 2-3 tỷ đi mày đâu ở đây coi. Yeah. Chắc người em cũng muốn níu giữ chú lại đây hả chú ha? Ừ. Yeah. Nói các bác là đi sửa ở đây ta cũng vì cái tình lòng nhân ái. Dạ. Yeah. Ừ. Nhiều khi về tới gia đình, thì giờ gia đình á là mồ má này chú lông chú chùi thắp hương rồi ta cho 50-30 ngàn mua gạo nó ăn. Yeah. Đó. Con thấy có một điều lạ là lúc mà chú đi bộ đội về á, rồi biết người yêu mình họ đi lấy chồng rồi á, lúc đó mình còn trẻ sao mình không tìm một cái công việc nào đó để mình phất lên chú, mà mình lại vào đây mình sống chú? Ừ, con này nhiều vấn đề lắm. Nó còn kỹ nè, ngày xuống bờ giờ rước người yêu đi là chú đạp ba gác ở trường xã này. Ờ, ba gác hả? Ừ. Dạ. Rồi sao không làm nữa chú? Ông nhà nước không cho xe 35 rồi cho xe ba gác đạp lại xe. À, là xe 35 ấy hả? Ừ. Xe lâu vậy hả? Ừ. Thì mình chuyển sang nghề khác chú. Khác thì phụ hộ. Phụ hộ, sao mình không tiếp tục luôn? Thì trước này sao phụ hộ cho nở? Đúng không? Mình nếu mà mình đi làm lâu năm mình phải lên thợ hồ chứ không lẽ mình làm phụ hồ hoài. Thợ ai mà thợ. Dạ. Yeah. Cha nó vậy rồi qua bữa rồi chứ. Dạ. Yeah. Rồi con thấy chú có bạn làm trong đoàn lô tô, sau đó chú không đi làm đoàn lô tô. Đâu có thằng này thằng đoàn lô tô chứ không là bạn. À làm trong đoàn lô tô. Nó dân ở Đài Sơn này, ông bị tai nạn á. Dạ. Yeah. Về ông nằm đó. Dạ. Bây giờ ông đó con trai không con gái, rồi mình con gái vậy. Dạ. Yeah. Chú ngày xưa chắc chú hát hay lắm phải không chú? Hả? Nghe cái giọng chú nó dày dày, chắc chú hát hay lắm phải không? Hát còn hay, hát nữa đi em ơi. Dạ, hát thử bài nghe chú.
Chào chú quên rồi, lâu quá. Hát nữa đi em à. Hát nữa đi em hả? À, ăn đi. Bây giờ có karaoke chú hát được không? Được, bình thường. Được bình thường ha. Có nhớ nhớ bài nào hát chay thử đoạn nghe chú. Nhớ đoạn nào không? Hát chay thử đoạn nghe đây. Ôi trời ơi, thôi giờ chú đâu uống rượu sáng giờ tao uống hát không nổi con ơi. À, sáng giờ chú uống rượu á hả? Ở đó. Ngày mấy lít chú? Ừ. Ngày mấy lít? Con sáng làm lai rai vậy, ít ly ly. Ít ly là ly nhỏ hay ly lớn? Ly lớn, ly to 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 cao cao to. Ly nửa lít hả chú? Ờ đây này, ly này này. Ờ ly xị ha. Là sáng làm mấy ly rồi ha? 4 ly không? Đồ dưới nè. 3 ly. Ừ. 3 ly là cũng 3 ly hơn 1 lít rồi. Hơn 1 lít ra, lật gọn mà con ơi. Vậy là chiều là cũng thêm 3 ly nữa. Hình như là theo như con được biết, chú là thứ nhất là ở trong này. Ngoài cái việc mà đi coi chăm sóc những ngôi mộ này thì theo như con biết hình như chú cũng có đi bốc mộ cho người ta đúng không? Có. Ờ. Ừ. Đi bốc cốt luôn. Ừ. Không sợ luôn. Mới đâu sợ. Chú cho con hỏi như là bây giờ chú buổi sáng mà làm 3 ly sương sương kiểu vậy thì chắc mình đâu có còn ăn uống ăn sáng gì đâu hả chú? Cũng ăn chứ, chú ăn miếng cơm nãy, cơm ngủ nãy, ảo mà. Nhưng mà giờ chắc con nghĩ chắc là mà lúc mà mình bốc cái mộ lên mà còn nguyên si luôn không? Có bao giờ gặp trường hợp đó không chú? Có. Có ha. Gặp sao chú? Tóc còn. Mà mộ Tàu mà còn chứ còn mộ Việt Nam không còn tan hết. Mỹ Phước này là chú lấy mộ Mỹ Phước á. Ủa liệu mà cứ không hiểu, liệu mà cứ chất gì không hiểu. Mà sơ kỹ lắm. Trời lấy lên con mắt tóc còn này. Mà mua cái hòm khác, đưa cái đồ mộ đưa qua cái hòm khác, trở về chôn với Tiểu Châu này nè. Mấy chục năm rồi, mà còn nguyên si luôn. Ngay phần nang này này. Còn tóc còn, luôn hả chú? Còn tóc luôn. Dạ. Mà lúc đó là nam hay nữ chú? Nữ bà già. Nữ bà già hay à? À. Ủa mộ nhận diện ra được cái khuôn mặt luôn hả chú? Khuôn mặt này lấy rồi, kì hết lấy rồi, chú biết không? Khăn tay còn này. Dạ. Còn hết. Còn luôn ha. Gân xương còn hết. Còn luôn ha. Đưa qua cái hồn loa thì đưa qua cái luôn. Chắc lúc đó hồi dữ rồi chú ha. Không có hơn. Chứ nó có đục cái đục. À. Rồi lúc đó mình sao chú mình lấy một cái quan tài khác rồi mình bỏ vô rồi bắt đầu đi thiêu. Ừ. Đi thiêu hả chú? Đi chôn lại trong cái thiêu. Chôn lại ha. Ừ, chôn với tiền dâu này nè. Dạ. Mà cái đó là mộ của người Hoa hả chú? Người Hoa. Ngay Phan Rang mình đây. Dạ. Do họ trung kính quá hay sao chứ? Trung kính, đó có một thuốc rồi không hiểu. Dạ. Đắp hồn ta đi, xà beng tôi nảy xịt hơi luôn mà. Xịt hơi luôn? Ừ. Trời ơi, lúc đó táo quả luôn không chú? Táo quả luôn, hoặc trầu oxy ở, hoặc trầu xuống đốt, hoặc trầu đưa lên lại. Dạ. Chắc lúc đó mình rú hồn liền đúng không? Ừ, đồ chạy tràn hết. Dạ. Chắc không. Mấy người mà đi chung với mình ai mà yếu yếu chắc người ta bỏ chạy té. Bỏ chạy hết á. Dạ ha. Chạy liền phải không chú? Chạy liền. Dạ. Bật lên mà thấy nó xịt cái hơi lên cái là táo quả mặt mày liền. Mà lúc đó là chú bám trụ lại luôn. Ừ. Bám trụ lại rồi chạy lên rồi banh ra coi luôn. Ừ. Đưa lên lại. Dạ. Lúc đó là chắc mà không có khẩu trang đeo, chắc chịu nổi cái mùi đó chú mà. Chú không có khẩu trang. Không khẩu trang luôn. Ờ. Đấy. Quen rồi. Chú làm quen rồi đúng không? Trang là con khỉ gì? Mấy chục năm chú làm nghề này mà. Ừ. Chú cho con hỏi như là sao vậy? Trước cũng có một vài trường hợp người ta đi bốc mộ như vậy đó. Là lúc mà họ mất ấy, tận niệm họ có vàng, họ cho ngậm vàng đồ, răng vàng đồ, cái ém lại á, là bị theo về tới nhà luôn là có không thưa chú? Có ha. Tham lại dông lên của người ta. Dạ. Mà họ có đòi đồ vàng mình đâu? Sao không đòi? Đòi luôn hả chú? Ừ. Dạ. Tham là người ta chết, đưa gia đình nó mai táng hoặc là ta thờ cúng người gia đình ta, không tham được cái đồng xu nào hết. Bây giờ là chú lấy này này, bây giờ ba đem cái cầm chứ rồi hai cái bông tay mấy bà già xưa đó. Dạ, dạ. Lấy lên tìm không ra, tao tìm ra liền đưa gia đình cúng thờ, đưa lại gia đình luôn hả chú? Ở chứ sao mình chú không lấy luôn đẩy nó lơ rồi đủ về mình nút ba nhai mà chết á. Có nghĩa là chú trung thực chú không muốn lấy ha. Ừ, trả lại gia đình cúng thờ gì quyền cúng quyền của người ta. Mình chỉ giữ đường đi. Sao con nghe mọi người nói chú, thường là những cái người mà khi mà họ mất mà họ để vàng ở trong miệng á thì khi mà người ta bốc lên á thường là người ta cho lại những cái người đi làm mộ mà. Không bao giờ. À. Tùy người hút cốt. Ừ. Ngày xưa là mình cái vàng bạc nó nhiều. Ừ.
Cô hiểu không? Khi tưởng chết á, đem vàng theo trong miệng ngậm nè. Dạ. Rồi khi sâu rồi bóp cốt lên á, rồi xương tàn. Rồi còn cứ gọi gì nữa. Rồi ông mưu chó ra. Rồi ông lượm bằng ba túi. Ừ. Còn người ta biết như, như chú làm á, biết. Rồi gia đình tới mướn mình làm á. Ừ. Trả lại này. 5 phân, 3 phân thì bằng 1-2 ly đó. Ừ. Trả lại cho người ta. Dạ. Chúng mình ăn đâu được đâu. Dạ. À, theo chú thì cái chuyện mà người ta bỏ vàng vào trong miệng đấy là để làm gì? Chú mục đích làm gì? Cái thời xưa là người ta giàu có. Ừ. Là kỷ niệm bỏ vàng ngậm trong miệng như là cái tiền vàng ngày xưa mình đã giàu có. Ừ. Rồi phen tay này, rồi cắm thạch này, vàng lát này. Dạ. Ô, mệt mà con, nói chuyện này nghề mệt. Rồi người ta cũng vui làm gì, chú cũng làm nhiều cái, trả lại gia đình chứ. Ừ. Mình ăn đâu cũng được đâu. À. Đó, bất... Nếu mà mình lấy là người ta về người ta đòi lại hả? Đòi lại. Ồ. Rồi mà không bên đây bên kia là cũng tử mạng à. Dạ. Không có lương nhắn đâu. Tới giờ đầu chú lấy cốt này này. Có một cái lần nào mà chú đi lấy cốt mà chú gặp một cái mộ nào đó mà bên trong nó nhiều vàng, nhiều của cải không? Không à. Có. Không có. Không có chuyện đó đâu. Ngày xưa chiến tranh lúc chạy giặc á. Thì mang một lô sách đi, sách hôm nay là thùng đạn đi, nhiều quý liễn. Dạ. Người mà giặt được lụm, chứ còn bữa nay có đâu, có ai mà... Chú cho con hỏi như là mình mà lấy những cái vàng dòng hay là những cái châu báu mà của người mất á. Dạ. Là về mình sống cũng không yên ổn hả chú? Không bao giờ yên ổn được. Kiểu nào về cũng xanh cỏ ha? Ừ. Dạ. Có mộng của mình, lấy của người ta ăn. Dạ. Chết là đưa gia đình, con ta tòa cúng người con ta. Dạ. Nhưng mình lấy cái đó là cô trường không bao giờ mình tồn tại đâu. Dạ. Có một sửa chuyện này, sửa chuyện kia. Giống như những người mất họ không có phù hộ cho mình. Ừ. Rồi sớm nay muộn mình cũng đăng sức đúng không thưa chú? Ừ. Dạ. Chú cho con hỏi là ngày xưa chú đi bộ đội là chú đi ở đâu chú? Ừ. Xưa chú đi bộ đội là chú đi ở đâu? Hỏi điều ra hả? Dạ. Quân sự điều ra hả? Dạ không có, ý là con cũng có gặp nhiều cô chú anh chị mà lớn tuổi ngày xưa giống như có người đi chiến trường Campuchia nè. Ừ, thôi năm 78, năm 79 đó. Ừ. Dạ. Ở sư đồng 2, rồi mệt má ở Quy Nhơn. Dạ, hồi xưa chú đi Quy Nhơn ha. Ừ, dạ. Sư đồng 2 rồi mệt má lại của đàn cũ á. Dạ. Rối chuyện nhanh vậy. Dạ. Rồi bắt qua Lào. Đi qua Lào luôn. Hồi xưa chú đi qua Lào lâu không chú? Rồi Lào 6 tháng. 6 tháng ha. Ừ, rồi bính qua Lào bính Campuchia luôn. Ôi. Chấp nhận đâu thương mà sống nhà nước nuôi chết rồi nhà nước dập à. Yeah. Đất cơ tùm lum đó. Yeah. Wow. Chấp nhận thương đau ha. Ờ, tôi còn hỏi tại sao nữa. Nhà nước đi là đi à. Dạ. Bây giờ đúng. Nếu mà đưa chú ra chiến trường giống như hồi xưa lần nữa chú dám đi không? Trời, sức đâu đi nữa con. Yeah. Hết sức rồi. Nhưng mà nếu mà quay lại còn trẻ chú dám đi không? Bình thường. Yeah. Bảo vệ tổ quốc ha. Ở. Yeah. Trời ơi, xưa cứ thiệt mày nói thẳng ra được khóc chứ. Đeo cái giày không có mang đi thì con su trật lên xuống. Vậy hả? Ừ. Đi giúp con su luôn ha. Ừ. Trời ơi. Đu mà tí lên tí xuống lũ cốc luôn củi. Có nghĩa ngày xưa khổ vậy nhưng mà một lòng bảo vệ tổ quốc. Ừ. Đúng không? Mỹ có cái giày bố mà ăn cũng được. Dạ. Mỹ mình nở. Nói chung ra chiến trường là không còn biết mình là ai nữa. Dạ. Chấp nhận đau thương không phải tại nữa. Dạ. Trời ơi, lũ giúp con su chạy ông nở mà rớt lên rớt xuống. Dạ. Tụi lạy quá. Chú cho con hỏi như là ở đây á, mọi người giống như là xây cái chỗ giống như cái chỗ nhà hoàng có địa tạng Vương Bồ Tát rồi có Phật A Di Đà ở đây, cái này là xây lâu chưa chú? À, lâu rồi, mấy năm. Mấy năm rồi hả chú ha? À, chú nói con này, cái này từ người nước ngoài về. Ồ, người nước ngoài luôn ha. Ừ. Trời ơi. Ừ. Cái chùa Thánh đó, cũ mình cái chùa biết chùa Thánh là Phan Rang không? Dạ không. Ừ, thấy không? Rồi ra bà con ủng hộ Việt Kiều và ủng hộ này. Yeah. Xây lên cái đây này. Yeah. Nên người Tàu xây á. Yeah. Là tối chú ngủ ở đây luôn á ha? Ở đó, cũng nằm đó. Yeah. Tối ngủ ở đây chắc có tượng Phật rồi chắc mình cũng ấm cúng hay chú ha? Bình thường. Yeah. Sợ mình sương lạnh rồi mình đắp mền thôi à. Cái lúc mà mình chưa có những bức tượng này á, với cái lúc mà có rồi á thì chú có thấy sự khác biệt không? Ví dụ như khi mà lúc mà chưa có những bức tượng này thì chú có hay bị người em quấy phá không? Bình thường. Ừ. Màu xanh màu đỏ
bốn bay nè, hiện ở đây nè. À, hiện hình luôn á. Ừ. Yeah. Nó có le lưỡi dài không chú? Bảy nè, nó quỷ sứ lưỡi dài. Thì nó nhét mình thấy bóng mình thôi. Thấy bóng mình thôi, nó le lưỡi ha. Le lưỡi là. Tại vì con nghe nhiều cô chú anh chị kể là mai mà lưỡi dài. Xong rồi cái nanh nó dài thon xuống vậy. Bảy nè, lơ nè, có tao nó tầm bảy á. Có tầm bảy ha. Ừ. Sẽ lơ. Thấy bóng hình thôi ha. Bóng mình nó giờ đây này. Chứ nó không có le lưỡi ha. Bảy nè. Bị làm cho quỷ xài sao à? chú gặp quỷ già sao giờ luôn hả chú? Ừ. Gặp giờ hả chú? Ừ. Chú gặp ở đâu chú? Ừ, dưới kia. Ở dưới đây luôn ha. Chàng ơi chàng. Giờ ông quỷ già sao hình dáng nó sao chú? Ừ. Hình dáng nó dài hay đang lanh như này, lấy lưỡi đổ nè. Trời ơi trời. Ừ. Lúc đó chắc táo lắm ngày luôn hả chú? Ờ, nó mà chạy rồi, chạy tụi bà luôn chứ. Nó có dí mình không chú? Không. Không dí. Trời, nói người ta nói đô như mình sợ thôi. Yeah. Chứ không có chuyện đó đâu. Nó chỉ le lưỡi le thôi ha. Không, bậy là người ta nói gì chú nói con vậy bây giờ. Đúng. Ở đây dưới đây cho đưa một cách đó ngay chuột đá kìa. Dạ. Là họ mặc áo tan họ khóc luôn. Ừ, khóc. Trời ơi. Họ khóc như sao họ khóc chú biết không? Khóc đi sang thở. Chú nằm đây nè, tao lụa gì kỳ tóc cái hương đó. Dạ. Thôi vậy các. Lạnh quá hay sao chú? Ừ? Lạnh quá hay sao? Lạnh sao? Sao mà họ khóc? Sao mà họ khóc hay sao? Khóc than thở là cái tiếc đời, cuộc đời sống cô à. Gia đình ông ta tâm sốc mồ má này này à, giống kiểu cô đơn quá, người nhà không tới thăm, như là lúc mà còn sống á, họ không có lo tụ tập á, mất đi á, kiểu như là họ đã quên đi rồi bỏ họ vậy, họ còn chấp niệm nhiều quá, họ đi đầu thai á, còn tiếc cổ này kia đó à. Rồi giờ đây than thở, giờ chú đây chú vô gia đình cho nói chuyện đó, vậy chạy xe vô. Như là lúc mà họ than thở thì chú có khuyên họ gì không chú? Cũng khuyên nó thôi, bây giờ Nam Mô Di Đà chứ. Dạ. Chờ gia đình ra thăm chứ làm đấy biết gì đâu ấy. Dạ. Nói thôi giờ các bác dung linh tan thiệt tan thì đi phần sớ nhập lại đi, rồi nhập thổ lại á. Chú cho con hỏi như là mấy lúc mà chú thấy những cái phần âm á là họ mặc quần áo đủ màu sắc luôn hay sao, hay là không, chỉ có một màu thôi chú? Một màu trắng thôi. Một màu trắng thôi ha. Không phải mừng bọn áo thì kia đâu. Áo tan á. Áo tan ha. Ừ. Yeah. Rồi ví dụ như là họ ngồi họ khóc vậy đó. Ừ, cũng vậy. Dạ dạ. Có bao giờ họ ngồi cả ban ngày luôn không? Không không. Đêm thôi ha. Ừ, đêm tới giờ giấc. Không phải lúc nào cũng bình thường, như mình nói chuyện mình bình thường đâu. Yeah. Vô chân hồn 7 giờ chiều. 1 10 giờ đêm. 12 giờ đêm hết. Còn một giờ là gõ gà gáy là không bao giờ lên được. Có khung giờ nhất định ha. Ừ. Yeah. Gà gáy họ đi sao chú? Hả? Họ đi có chạm đất không? Chết rồi đi chạm đất. Đi không mặt đất không hả chú? À, ừ. Trời ơi. À, ừ. Giống như phim Hồng Kông đi... thấy bay vô á hả chú ha? Đi có bóng thôi. Đi có bóng thôi ha. Ừ. Cứ vụt qua vụt lại thôi đúng không? Ừ, bơi bóng cũng vậy. Ngồi đây. Trời ơi. Mà chú cũng... sự quá là gan dạ luôn chứ, nếu mà cho con mà thấy cái cảnh đó chắc con xỉu ngang luôn. Mày chạy lụm cắp mà luôn. Có cơ hội để chạy đâu chú, nhiều khi ngang. Cũng biết luôn à. Dạ. Quá hay chú ơi.